Mình đã sẵn sàng để kể rồi phải không? Dạ em sẵn sàng. Trước tiên thì chị muốn hỏi em là mình sẽ kể chuyện trong một cái không gian với ánh sáng như thế này hay là một cái ánh sáng đầy đủ hơn? Dạ, em muốn sáng nhạt nó tối. Tại vì hiện tại thì cái câu chuyện mà em sắp kể tới á, thì em cũng sẽ không có muốn làm ảnh hưởng đến bạn đối phương. Mình chỉ chia sẻ những cái cảm nhận mà mình đã trải qua thôi. Để sáng quá khi mà bạn biết được thì nhiều khi cũng buồn á. Cảm ơn em vì đã nghĩ cho cảm giác của người khác. Em đã có bao nhiêu cuộc tình rồi? Tính về cuộc tình mà chính thức nhất á, thì là chỉ có một. Còn mà những cái chuyện tình kia thì là nó chỉ trải qua kiểu giống như là mình mới tìm hiểu thôi á. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ đến cái điểm nút đầu tiên của cuộc tình đó. Đó là cái cơ duyên mà các bạn đã gặp nhau để các bạn có tình cảm với nhau, nó diễn ra như thế nào? Cơ duyên là tụi em học chung với nhau năm cấp 3. Năm lớp 10, 11 là tụi em chơi rất là thân với nhau. Tụi em là giống như là một team chơi với nhau vậy á. Mà cho đến một ngày á, thì em thấy bạn đó thích một bạn khác. Tự nhiên cái em bị khó chịu. Xong rồi em nghe bạn đó kể những cái câu chuyện buồn của bạn đó với bạn kia. Em kiểu là tại sao lại chọn cái người mà không có thích mình như vậy mà cứ cố chấp đeo đuổi á. Thì bắt đầu là nghe tâm sự xong rồi không biết sao em bị rung động bạn đó. Với lại nhiều khi em buồn á thì bạn đó cũng hay kiểu đi tâm sự với em, rồi hai đứa ngồi cùng bàn với nhau á. Em có nghĩ rằng là đơn thuần vì đó là bạn thân không? Và cái cảm giác mà mình khó chịu khi mà bạn thân mình nó quen một cái người bạn khác đó, thì tình bạn cũng có cái sự ghen trong đó. Không, lúc trước thì có, nhưng mà về sau á, càng về sau thì em càng thấy là em thích bạn đó, lại kiểu yêu bạn đó nhiều hơn á. Vậy thì ai là cái người chuyển đổi cái mối quan hệ, chủ động nói lên cái tiếng là ê, bây giờ mình không có là bạn bình thường nữa mà tụi mình quen nhau, có cái lần nói nào một cách chính danh như vậy không? Dạ có. Là lúc đó là bạn nói tâm sự với em, khi mà em biết được là hai bạn đã kết thúc với nhau á, thì em mới nhắn tin qua lại, xong rồi rủ đi chơi. Xong rồi một thời gian sau thì em có chủ động nói là thiệt ra là cũng có người thích mày. Nhưng mà tại người ta không dám nói ra, thì kiểu bạn đó hỏi em, con trai chị mà mỗi lần mà nghe giống như là ai thích mình hay gì á là người ta kiểu hơi bị nôn á, muốn biết coi người đó là ai á. Xong rồi cái thì em cũng nói ra, thì tao nè em nói là gì chị? Dạ, tụi em xưng mày tao, xong rồi kêu là tao nè. Bạn nó mới kiểu là đừng có xạo. Rồi bạn nó mới hỏi chi tiết là mày thích tao từ lúc nào. Thì em cũng có khai ra là thích từ cái lúc mà mày với lại bạn nữ kia đang có mâu thuẫn với nhau á. Kiểu chưa hợp lắm á, nghe vô giống như em là người thứ ba vậy á. Nhưng mà lúc đó thì là chưa có đến nỗi mà đậm sâu. Xong rồi đến khi mà tầm chừng một tháng sau mà câu chuyện của bạn nó kết thúc á, thì em mới nói thẳng ra. Thực ra thì không phải là chỉ có con trai mới nôn nao đâu, mà vốn dĩ đã là con người thì ai cũng cảm thấy tò mò và thực sự rất muốn biết ai là người thích mình. Bởi vì cái cảm giác mình là cái người được người khác thích á, nó cũng đặc biệt lắm em, nó cũng rất gì và này nọ đó. Và như vậy là chúng ta có một pha tỏ tình thành công. Lúc đó em có một cái chướng ngại nào đó trong suy nghĩ về việc mình là người chủ động không? Không, lúc đó tại hay là do chơi thân quá chị. Xong cái mình cũng mạnh dạn mình nói một kiểu là nếu mà bây giờ mình không nói á, lỡ sau này mình lại tiếc nữa. Đúng rồi, mà mình nhìn nó trải qua người này người kia rồi, xong cái mình bị khó chịu á, đến một ngày sức chịu đựng mình chịu không nổi thì mình phải nói ra. Thực ra thì cái mưu cầu hạnh phúc ai cũng như ai, và khi chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta cần phải thành thật với cảm xúc của mình thì mình cứ nói. Không có một cái quy định ràng buộc nào để cho rằng cái việc tuyên ngôn về tình cảm của mình nó là cái đặc quyền của cái giới nào hết. Rồi bây giờ quay trở lại, vậy là cuộc tình bắt đầu nảy nở. Trước cái khoảng thời gian mà chấp nhận đó, nó cũng sóng gió lắm chị. Em kiểu thích bạn đó tới 6 tháng lận. Là bạn đó cũng kiểu mập mờ với em qua lại tới 6 tháng. Sau 6 tháng sau thì tụi em mới bắt đầu quen. Hồi đó là hay đi qua cầu Ánh Sao bên quận 7 á chị, ngắm gió gì á, ngồi nói chuyện tào lao, xong rồi uống trà sữa này kia. Tụi em thấy rất là vui, là kiểu đi buổi tối là mình cũng ít thời gian lắm, 9 giờ là phải về nhà. Cái giờ dưới nghiêm đồ đàng hoàng. Xin mẹ là 7 giờ đi thì là 9 giờ phải có mặt ở nhà. Nên là nhiều khi cái khoảng thời gian mà ở ngoài với nhau, nói chuyện với nhau vui vẻ gì á, là nó cũng đã cảm thấy là thoải mái và vui rồi. Với lại đi học thì cũng gặp nhau ở trên trường á chị, xong rồi ngồi kế bên nhau nữa. Nên là nhiều khi em cũng nghĩ là gặp nhau vậy hoài không biết có chán không. Mấy bạn mà chơi chung team biết được là em quen bạn đó thì mọi người rất là nhiệt tình đẩy tụi em vô chung một thuyền. Xong rồi nghĩa là cuộc tình được bạn bè ủng hộ. Bạn bè ủng hộ. Những cái sự hưởng thụ nào về mặt tâm hồn mà em cảm thấy là nhờ có người yêu
khi mình có người yêu thì mình được những cái điều đó. Có người chở đi học, cảm giác rất là lạ. Với lại mình được trao nhiều yêu thương nhất. Xong rồi nào là đi học rồi lo từ miếng ăn, xong rồi đưa đón này kia. Thế mình cảm thấy mình được yêu thương, yêu thương, được chăm sóc, mình được chăm sóc, mình được lắng nghe, mình được có người đồng hành. Đó là những cái khoảng thời gian mà em nói là vài tháng đầu. Để rồi sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra. Thế thì những cái chuyện xảy ra đó có được hiểu đó là sóng gió cuộc tình mà các bạn phải đối diện không? Em nghĩ là chắc cũng là sóng gió. Tại vì nếu mà quen mà không xác định được cái đối phương của mình như thế nào á, nó cũng là một vấn đề để mà cả hai cũng phải suy nghĩ lại. Tại vì khi mà mình đang quen ai mà mình cảm thấy chưa chắc chắn về cái mối quan hệ đó thì cũng rất là khó để mà đi tiếp được lâu dài với nhau. Có nghĩa là sau đó thì từng việc xảy ra. Thế thì những cái việc nào nó xảy ra để em cảm thấy rằng là mối quan hệ của mình bắt đầu có vấn đề? Cái đầu tiên cũng là cái cuối cùng luôn. Là lúc đó mình quen được bao lâu rồi? Là tầm được 3 tháng. Tự nhiên một ngày bạn đó nhắn với em là ngày mai em đi chơi với lại anh của anh, nên là có gì anh không on hay là anh quên check tin nhắn á thì em đợi anh về. Cái em cũng đợi, xong rồi kiểu linh cảm của một người con gái chị là mình phải vô mình coi. Bình thường là em không bao giờ check tin nhắn của bạn, tại vì em rất là sợ xâm phạm quyền riêng tư. Không biết tại sao lúc đó là linh cảm của em cứ thôi thúc là vô đi, vô đăng nhập, vô coi đi, hình như có cái gì. Sau khi em bấm vô, các em thấy tin nhắn hiện đầu luôn chị, là bạn đó nhắn với một bạn khác vì anh xem em là vợ của anh. Là hồi đó là kiểu chuyện tình nam nữ chị, hay tụi em hay gọi là vợ vợ chồng chồng người kia. Cái xong cái em mới kiểu là tại sao, ủa vậy rốt cuộc em là cái gì? Xong rồi cái em vừa mới đọc hiện cái tin nhắn đó lên, em chưa bấm vô đọc câu chuyện bên trong đó là gì hết, mà em chưa thấy bên ngoài. Xong cái em ao ra liền với chị. Thì cái lúc mà em ao ra tầm được 5-10 phút á, là bạn nó nhắn tin trả lời em liền luôn, kêu là anh đây, anh mới về. Xong cái khúc sau đó là có kiểu hơi nóng á, nên là em hơi nói chuyện cọc xíu. Em cũng nói thẳng bạn nó ra là nếu mà cảm thấy không còn thích nữa hay là cảm thấy không thoải mái về cái chuyện tình này á thì thôi chấm dứt, chứ đừng có kiểu mà níu kéo hay là cứ kéo dài xong rồi kiếm một người gọi là phòng bị cho mình á. Em bị hốt hủi ra nếu như là bạn kia đồng ý, còn nếu mà bạn nó không đồng ý thì vẫn tiếp tục quen em. Thế thì cái phản hồi của bạn đó là gì? Giải thích như thế nào với em? Bạn nó kêu là anh thấy không xứng đáng thì em kiếm một người tốt hơn anh đi. Tức là bạn đó cũng đồng ý với cái việc chia tay. Dạ đúng rồi. Cái lời chia tay là ai đề nghị? Em đề nghị hay bạn kia đề nghị? Cái từ mà nói là chia tay thì không ai nói hết, mà chỉ nói là nếu mà cảm thấy không thoải mái thì cứ nói thẳng ra, thì cứ nói qua nói lại thì tụi em mới chấm dứt. Em cũng không hiểu bạn đó là muốn chấm dứt hay không á, tại vì cứ nói một câu trước câu sau là hồi cái bạn đó tâm sự lại giống như là muốn có một lần có cơ hội á chị. Là em nghĩ là chắc trong cái lúc mà vừa nhắn cho em vừa nhắn cho bạn kia là bạn kia đã không đồng ý rồi, nên là cứ kiểu níu kéo em lại nữa. Em nghĩ vậy luôn. Em nghĩ về việc là mình trở thành một cái người sơ cua như vậy đúng luôn. Rồi có mấy ngày sau thì bạn đó vẫn nhắn tin cho em hỏi thăm em giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lúc đó hai đứa vẫn học chung một lớp mà. Dạ đúng rồi. Thì sau cái câu chuyện đó các bạn đối diện với nhau trên lớp như thế nào? Nó đi học với chị mà em tức lắm, giống như là em cảm giác như em là mẹ nó vậy á. Em cảm giác như em là mẹ nó vậy á. Em phải kêu là mày phải đi học đi, mày phải cố gắng học, mày đừng cái gì chuyện tình của tao mà mày nghỉ học như vậy. Tao cảm thấy là không có đúng. Với lại mày làm vậy tao rất là áy náy. Hồi xưa đó nha, là nó chăm học lắm. Lúc mà nó quen em nha là em dặn nó là mày phải học, mày chép bài này kia đầy đủ nha. Xong cái nó chép bài ngoan, tự nhiên chia tay em, xong cái nó không làm gì hết trơn, nó không học. Nó cứ vô lớp cái nó ngủ, xong nó nghỉ học chị. Bạn bè em kêu lạ hả, nó buồn quá chắc là nó nghỉ. Xong cái em cũng cảm thấy mọi người cứ bàn tán cái chuyện mà em với bạn đó chia tay, xong cái làm bạn đó nghỉ học. Em nghĩ rằng là vì cái cuộc chia tay với em mà bạn đó học hành sa sút. Thì tại vì bạn đó bị cảm xúc lắm chị. Trong cái khoảng thời gian mà 3-4 tháng mà tụi em quen nhau á, là cũng có mấy lần cãi vã một kia, xong bạn cũng nghỉ chị, bạn cũng nghỉ học luôn. Xong cái em nhắn tin hỏi là ủa sao nay không đi học. Cái kêu là tại vì buồn, mày còn thiệt sự thích tao không, hay là cái tình cảm của mày bây giờ giống như là cạn dần với tao rồi. Cái kêu là cái chuyện tình cảm á đừng có nói, mà bây giờ nói cái việc học của mày này, xong rồi mày cứ lấy cái chuyện tình cảm chèn vô cái việc học, làm mà mày cứ nghỉ học hoài, xong rồi làm tao cũng khó chịu. Tại vì tao cảm thấy là tự nhiên giống như là vì tao mà mày phải nghỉ học. Xong cái em nói nó vậy, xong rồi cái hai đứa nói qua nó lại cũng giải hòa, cái nó đi học lại chị. Xong cái mấy lần sau là em rút kinh nghiệm là chắc là vì tao mày nghỉ học thiệt. Vậy thì cái việc nghỉ học đó kéo dài đến bao lâu? Cuối năm lớp 11 là bạn nó thi lại, xong cái chuyến đó là bạn nghỉ luôn. Nghỉ học luôn? Nghỉ học luôn. Em vẫn còn kiểu không biết nguyên nhân tại vì sao á chị. Không biết là do điều kiện gia đình hay là do một cái vấn đề gì đó, hay là do em, hay là bạn nó nghỉ học. Em vẫn áy náy đến bây giờ luôn. Nếu như nói một câu phủ phàng thì không biết em có đau lòng không, nhưng mà nếu như chị nói rằng là không phải do em thì em thấy như sao?
Thì em cũng mong là vậy. Bạn bè em cũng khuyên là thì mày cứ nghĩ nó tích cực đi thì nó sẽ tích cực à, chứ đừng nghĩ tiêu cực nhiều quá. Vậy thì nghĩ tích cực đến cái mức mà mình cho rằng là ôi trời đất ơi, với một cái bạn con trai mà chỉ vì chuyện tình cảm mà bỏ học thì thực ra mình cũng không nên yêu. Em cũng nghĩ vậy. Sau cái chuyện đó xảy ra thì em không dám yêu ai luôn. Cái em cứ sợ vậy chị. Không em sợ mình liên lụy trách nhiệm hả? Đúng rồi, cảm giác kiểu đặt niềm tin nhiều quá. Mà sao các em nhìn bạn em, ủa nó chia tay bạn bè nó vẫn đi học bình thường, hầu bộ nó vẫn đi học bình thường, mà sao tới mình chia tay cái tự nhiên cái người ta nghỉ học luôn. Là em thấy hơi sợ. Từ đó là mỗi lần mà em quen ai á, hay là em thích ai em cũng không dám chủ động nữa. Tại vì em có nghĩ rằng là mình đang tự đề cao cái ảnh hưởng của mình với người khác đó. Em hơi đề cao một xíu, nhưng mà không phải một xíu đâu, hơi nhiều á. Lúc tại vì anh ấy có thể nghỉ học vì 1001 lý do: gia đình bất hòa, đang yêu một đứa khác. Nỗi buồn đó vẫn là nỗi buồn tình cảm, nhưng đó không phải là tình cảm với em, tình cảm với một bạn khác. Bởi vì đừng quên rằng bạn ấy cũng rất nhanh chóng yêu một người khác nữa. Ngay trong lúc yêu em thì cũng đã gọi một bạn khác là một cái mối quan hệ thân tình rồi. Vậy thì chắc gì cái nỗi buồn tình cảm đó là cái nỗi buồn của cái đứa cậu chung bà. Em cũng nghĩ vậy, tại vì cái bạn mà bạn đó thích đó cũng là khóa dưới chung trường luôn. Biết đâu ở lại để đợi em lên. Có đâu, em cũng không biết. Nhiều khi nhiều chuyện xảy ra quá mình cũng không đoán trước được. Vậy thì theo em thì giá như mà sau khi mình chia tay, đừng học chung lớp với bạn đó nữa, thì mọi chuyện nó sẽ diễn ra rất bình thường, dễ chịu hơn. Đúng rồi. Xong rồi cô giáo cũng biết nữa. Xong rồi mọi người cứ hỏi á, nên là em kiểu hơi bị khó chịu á, kiểu giống như trách nhiệm phải đổ về mình á. Vậy thì bây giờ nhìn lại, em nghĩ rằng đây đã là cuộc tình của mình chưa? Nếu mà gọi là cuộc tình thì nó cũng chưa đúng hẳn là một cuộc tình đẹp nữa, mà cứ cho nó là tình yêu học sinh đó chị. Nên đôi khi nhìn nó vừa vui tươi, xong rồi nhìn kiểu dễ thương thôi, mà bên trong nhiều khi nó cũng không có được tốt đẹp. Chị nghĩ rằng nếu như mà dùng từ rung động đầu đời hoặc cái rung động đó trên tình bạn, nó sẽ hợp hơn với cái hình hài của cái cuộc tình này. Bởi vì nếu như là một cái tình yêu thực sự thì người ta sẽ chỉnh sửa, chứ không vì một sự kiện như vậy mà nó kết thúc một cách ngặt nghèo. Cái thứ hai, nếu như nó thực sự là một cuộc tình đủ đớn đau thì em không có điềm nhiên như vậy mỗi ngày khi lên lớp sau khi nói lời chia tay. Và bản thân của mình, em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh, hiện tại đang sinh sống làm việc tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Rồi cây ra thành phố Thủ Đức. Rồi tiếp tục. Em đang làm nhân viên sửa chữa xe, làm tư nhân. Là tiệm sửa chữa xe là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó hả? Dạ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể đi em. Mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Lương thu nhập em một bình quân một tháng là 10 triệu. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì, mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ hòa đồng. Còn tình yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn ạ. Đúng rồi, tính chất là do công việc, là thời gian ít khi đi chơi đâu, nên mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Rồi thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hết? Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình giờ cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn rồi, mình cũng muốn có người đồng hành. Nên mình đăng ký chương trình. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa?
Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghiệp một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm rồi. 15 năm hả? Dạ. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đi với ai? Em vào một mình em, hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm. Làm ăn sớm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? Nói chung có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À, là đi học nghề từ năm 12 tuổi. Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ, em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Ừ. Có nhiều vốn chưa? Vốn thì chơi nhiều gì. Ừ. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm tầm thì 100-200 gì. Ừ, tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm, là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, ba, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Ba trai em, gái em? À, hai gái một trai. Là em là con đầu. Dạ. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế, thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá cái gì. Ừ. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người. Ta không ưng mình thôi. Ừ. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ đánh giá mình về gì nữa này. Ừ. Vậy nên em không. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi, thôi không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không, thì chết do công việc thôi. Để làm đi, làm đi. Lần này đăng ký nhờ chương trình thôi nhé. Ừ, đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha. Mình cũng phải hả, dành nhiều thời gian cho bạn gái. Yeah. Chứ mà cứ về mà cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn rồi bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mán vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó bị khá hơn. Còn mà đâu, em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như 6 khoảng 6 giờ 6 rưỡi mình về rồi tắm rồi bạn gái đi chơi thôi. Ừ. Mình dành thời gian ngoài, còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian làm, còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi về mình tắm rửa. Tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Ừ. Rồi, em có tài lẻ gì không? Hát hò này kia biết không? Dạ không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ. Có đồ nấu ăn đồ thôi. Ừ, nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là lần sau em bắt lại là nấu được. Ừ. Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài nhìn chị nhìn dễ nhìn, chị thấy trong đây em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Chung là ngoài hình về nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị, hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Ừ, công việc này kia, chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người gái thì cao tầm 1.5 m. Ừ. 1.5 m là đổ lên thì nói chung là người vừa. Vừa thôi hả? Không thích mập hả? Nói chung vừa thôi, đừng mập quá. Ừ. Thì nói chung là công việc thì cũng được.
mình về mình có công việc, tương lai thì sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về thì không về cùng làm. Ừ, mà không có cần bạn gái có công việc luôn, về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Dạ. Ừ, về làm chủ luôn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi có năm trước hay là như không Quang? Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì tầm sinh năm 93 đầu xuống 2000. Ừ. Nói chung quê quán thì nói chung người miền Trung được. Ưu tiên người miền Trung, rồi còn miền nào nữa không? Ưu tiên miền Trung mà miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi. Dạ, những Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ừ, rồi những miền khác là không được luôn. Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó? Em về quả hả? Nói chung quê quán bạn đó thì miền Trung, nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại nó dễ, vẫn dễ tiền. Em có trong cái hẳn mấy cái hội mấy người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thăm vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn cái gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? Thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn, nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đồ. Ừ. Rồi, em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Ừ, ok. Rồi cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ anh Khoa. À, ok. Dạ em mời anh Khoa. Rồi, chào bác. Dạ. Mình cứ cầm cái